Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang sức AQ của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là mình sẽ làm một cái mẫu gọi là cỏ bốn lá, cỏ may mắn. Thì trên tay mình đây là mẫu phôi đá thạch anh xanh, hay còn gọi là đá Aventuri. Nó cũng có một cái tên khác nữa là ngọc đông linh. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ lựa cái phôi này, mình cắt vuông như thế này. Đấy. Thì sau đó mình sẽ vào cái quy trình làm như thế nào để chế tác ra một cái cỏ bốn lá, thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn cùng tham khảo nhé. Rồi mình sẽ đi vào quy trình mài, các bạn cùng theo dõi với mình. Thì bước đầu tiên thì sau khi mình đã cắt ra phôi như này các bạn nhé, thì mình sẽ dùng cái máy mài bên mình đang dùng cái đĩa mài bên mình, đây là đĩa mài thô, đĩa mài 150 để mình mài tạo dáng này. Đấy. Đây mình đang mài tạo dáng nó vòng cong như này các bạn nhé. Đấy, các bạn dùng đĩa thô 150 để chúng ta mài tạo dáng cho nó nhanh này. Thì sau khi mài mình mài bằng đĩa các bạn nhé, thì mình chuyển qua mình mài qua bằng lỉ, vì do cái đầu bo của mình này nó cong này. Đấy. Nó cong tròn này nên mình mài cái lỉ này nó sẽ thích hợp hơn đối với mài đĩa. Đấy. Mình mài cái bước này là mài bước gần như là đĩa lỉ dành thay cho cái đĩa một đĩa 600 các bạn nhé. Đĩa này là đĩa lỉ 1000 thay cho đĩa 600. Đấy, mình mài cho nó bóng mặt cái bề mặt này, xong tí nữa là mình sẽ đem đi chăm sóc tay. Bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về những cái quy trình mài đá hoặc là làm đá thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé.
nên mình có nhiều kinh nghiệm làm trong ngành lâu năm. Bên mình cũng nhận chế tác gia công theo yêu cầu, cung cấp một số những cái dòng máy dụng cụ chế tác đá quý. Đây là bước tiếp theo nhé các bạn nhé. Thì mình tiến hành mình thay mũi vào để mình chạm khắc tay. Đấy, sau khi các bạn đã bo dáng tròn cong như này rồi này, chúng ta đánh mịn qua bề mặt đi. Đấy, chúng ta cũng tiến hành chạm khắc. Nha. Sau khi mài dáng trơn thì mình tiến hành tỉa các bạn này. Đó. Mình tỉa thành cánh và tỉa gân lá. Sau khi tỉa xong thì tí nữa mình sẽ thay mũi và mình tiến hành chạm khắc sâu. Mình dùng cái mũi khác mình chạm sâu nó xuống để cho nó thành hình các bạn này. Đây là cái lá sau khi mình đã chạm khắc của các bạn này. Đây là mình mới chạm khắc thô nên mình chưa đánh bóng nhé, thì mình sẽ xử lý bóng sau. Đó, mình quay luôn cho các bạn thấy này. Giờ, quy trình mài nó cũng khá chi đơn giản, chúng ta chỉ còn thiếu mỗi một bước là bước đánh bóng thôi. Rồi, video mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.